Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio nha à, Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 296 Được mang tên là Quỷ Môn Của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Tác giả phong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông dòng đọc của Last Radio Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Last Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Last có dán tất cả dưới mô tả video Tôi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chỗ của lát hôm gầy nó bị ảnh hưởng bão đâu không biết nữa, mưa suốt à. Nãy giờ độc cắm đầu luôn vậy đó. Khuya rồi. Đời, mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. <laughs> Chém! thay mắt của hàng lập ngưng tụ, trong miệng quát lớn một tiếng, sông quyền đột nhiên đập xuống. Ở trong không gian thức hải, chỉ một thoáng sóng lớn quay cuồng, trong nháy mắt ép tới không gian vốn phân liệt ra, rút cuộc tại thời khắc này một lần nữa quy nhất. Cùng lúc đó, trên thế đàn thiên sương đảo, thức khiếu của hàng lập đã sớm chảy máu, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đoàn ô quan từ trong đôi mắt hắn bỗng nhiên tách rời ra. Phía sau kéo dài theo một cổ tiên linh lực ngưng thực cường đại, như một tầng áo ngoài bọc lại cái đoàn ô quan kia. Trong nháy mắt ly thể, đoàn ô quan tựa hồ vẫn không chịu bỏ qua, vậy mà lần nữa quay đầu bay đến chỗ mi tâm của hàng lập nhưng mà nó vừa mới bay tới trong âm nhãn dương ngư ở bên người hàng lập đột nhiên sáng lên một đạo huyển quang hút vào tiếp theo một cái chớp mắt chỗ dương nhãn âm ngư bên kia đoàn ô quang lại lần nữa bay ra đánh thẳng vào mi tâm của bộ thân thể địa tiên kia chui một phát vào không còn thấy tung tích không. toàn bộ tế đàn yên tĩnh sau mười mấy hơi thở đột nhiên vang lên một tiếng gào thét oán hận chỉ thấy hai mắt của bộ địa chích hóa thân kia lại mở ra trong mắt tràn đầy vẻ hung ác phẫn nộ Xếp bằng ở nguyên địa hai tay ôm đầu Thân sắc dễ dụa Giữa không trung từng đợt phạm âm không ngừng vang lên Ác thì nghe thấy tâm phiền ý loạn Nhưng khi gã dễ dụa đứng dậy Lại phát hiện ra chính mình căn bản Không thể khống chế được cái bộ thân thể này Trong lòng càng nổi giận hơn Hàng lập ngồi đối diện Giờ phút này trên mặt còn mang theo từng vết máu Toàn thân khí tức chập chừng không ngừng Nhìn bộ dáng có chút thê thảm Nhưng mà trên thân của hắn 840 tiên khiếu cũng đã được quán thông, tu vi thình lình đã đạt đến cảnh giới đại la trung kỳ. Chỉ là ác thi ly thể mang theo một phần tiên linh lực, hắn muốn ổn định khí tức triệt để ngồi vững tại cảnh giới đại la trung kỳ, vẫn cần toàn lực điều tức một đoạn thời gian. Đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, bộ thân thể này ngươi phải hao tổn một phen công phu mới có thể sử dụng được, tự giải quyết cho tốt đi. Sắc mặt của Hàng Lập bình tĩnh, nói xong câu đó, liền tự mình một lần nữa nhắm hai mắt lại, ác thi nghe lời ấy lại xem xét từng sợi xiềng xích đâm xuyên trên người của mình rất nhanh liền minh bạch ý đồ của hàn lập hắn đây là muốn dùng thân thể này làm lồng giam vây khốn chính mình lại trong lòng của gã mặc dù phẫn nộ tới cực điểm giờ phút này cũng phải lập tức đè xuống ý đồ luyện hóa cái bộ thân thể này nhưng mà theo lực lượng ác thi lưu chuyển ở trong thân thể địa tiên nguyên bản tiên khu không mảy may có sinh mệnh khí thức nào vậy mà nhanh chóng phát sinh biến hóa thân thể như lam tinh kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển hóa thành nhục thân. Trong thể nội, từng đạo linh lực không ngừng lưu chuyển ở trên dưới, vậy mà như đào bới đường rảnh, nước chảy thành sông. Trong thân thể địa tiên mở ra từng đầu kinh lạc, nối liền hết thảy tạng phủ ở trong đó. Lồng ngực thân thể địa tiên chậm rãi nhấp nhô, vậy mà thực sự tỏa ra sinh cơ. Hàng lập đang tĩnh tỏa điều tức, tự nhiên đã sớm phân ra một sợi thường thức, tùy thời tùy khác đều chú ý biến hóa trên người của thân thể địa tiên hắn thấy tình hình này trong lòng căng thẳng, không thể không lần nữa tỉnh lại. Trình độ phù hợp giữa ác thi và tiên khu này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Giờ phút này tốc độ cải tạo cũng làm cho hắn không khỏi sinh lòng lo lắng. Ngay lúc hắn muốn tạm dừng tu luyện, vận chuyển pháp trận, trấn áp ác thi, dị biến lại phát sinh. Ác thi ngồi đối diện với hắn, vậy mà xuất thủ trước. Chỉ thấy quanh thân gã đột nhiên sáng lên quang mang làm vũ lất phất, sát khí trùng thiên lúc đầu vậy mà biến mất không còn tâm tích, toàn thân nhộn nhạo lên, Rõ ràng là từng vòng từng vòng lực lượng pháp tác thủy thuộc tính nồng đậm Khí tức trên thân gã cũng theo đó liên tục tăng lên Không, không tốt. Hàng lập nói thầm một tiếng Ngửa đầu nhìn thoáng qua cái màn sáng màu vàng che kính trên đỉnh đầu Trên màn sáng màu vàng có chân ngôn Phật gia và phản âm trấn áp Vốn nhằm vào sát khí trùng thiên của ác thi Không ngờ tên này và thân thể địa tiên sau khi dung hợp Vậy mà thu liễm sát khí sạch sẽ nương theo một tiếng vang thật lớn trên thân địa tiên do ác thi chiếm cứ đại phóng tinh quang màu lam một tầng sóng nước màu lam giống như thực chất đột nhiên xông ra đúng là trực tiếp tách xiên xích bốn phía ra ngay sau đó thân ảnh của gã đứng trên một đầu thủy long do sóng nước màu lam biến thành phóng lên tận trời đánh thẳng lên cái màn sáng màu vàng kia ông một thanh âm ngột ngạt vang lên màn sáng màu vàng cũng không tán loạn ngược lại thủy long kia sụp đổ rơi xuống một mảnh bọt nước chạy đi đâu Hàng lập hét lớn một tiếng, nằm ngón tay uống lượng như trảo chụp đến mắt cá chân của ác thi. Lúc sắp bắt được, mắt cá chân ác thi đột nhiên lóe lên lam quang, trực tiếp hóa thành thủy dịch tản mạng ra khắp nơi. Một trảo của hàng lập bắt hụt, liền muốn bắt lại, đỉnh đầu liền âm một tiếng nổ đùng. Từng màn sáng màu vàng kia trực tiếp vỡ ra, thân hình ác thi lóe lên nhảy ra, bay khỏi tế đàn, cũng không quay đầu lại mà bay thẳng lên trên không trung. Đúng lúc này trên không trung hào quang màu vàng bỗng nhiên sáng lên, cực kỳ chói mắt, trong kim quang bao phủ một tòa kim tháp bảy tầng toàn thân sáng chói kim quang đột nhiên hiển hiện hư không nhanh chóng rơi xuống chụp thẳng ác thi vào trong thân ảnh của hàng lập cũng ngay sau đó từ trên trái đàn bay xuống nhanh chóng truy đuổi tới phía trên bầu trời nhưng mà còn không đợi cho hắn đuổi tới phụ cận trên bầu trời lại truyền tới một tiếng ầm ầm rung trời chỉ thấy cái đỉnh bảo tháp màu vàng kia bạo liệt ra một mảnh kim quang phá vỡ một cái lỗ hổng khổng lồ một mảnh hắc quang nồng đậm từ đó phun ra ngoài bên trong mơ hồ lộ ra một vòng bảo luân màu đen không trọn vẹn. Hàng lập tập trung nhìn vào, gương xanh thái dương lập tức nổi lên, tên ác thi kia vừa thoát khốn, vậy mà tự bạo trọng thủy chân luôn. Lần này là ta chủ quan, bộ thân thể này ta nhận, ngày sau lại đến quấy rầy. Một tiếng hét to mang theo oán độc từ trên không trung truyền đến. Theo sát phía sau, một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tiến vào trong biển rộng, kích thích một cơn sóng cự lãng ngập trời sắc mặt của hàng lập trầm xuống vội vàng đuổi theo so với phong hiểm cảnh giới chưa vững chắc mang đến để cho ác thi không bị khống chế đào thoát sự kiểm soát của mình tương lai sẽ mang đến cho mình phiền phức không thể nào đoán trước được chính mình không thiết bất cứ giá nào cũng phải thừa dịp đối phương còn suy yếu triệt để bắt lại lúc trước hết thảy nói rất dài dòng kỳ thực từ khi ác thi bạo khởi tránh thoát khỏi các nguyên pháp liên đến khi bị hàng lập mượn trận thế trấn áp lại đến khi ác thi khống chế thân thể địa tiên thoát khốn trước sau cũng bất quá thời gian một nén hương mà thôi kim đồng và đề hùng trấn giữ hai đầu hòn đảo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thấy tình hình này cũng vội vàng đuổi theo trong nháy mắt hàng lập đã đuổi theo ra ngoài ngàn dặm tứ phương mờ mịt đã không thấy bóng dáng ác thi đành phải treo ở giữa không trung vận chuyển luyện thần thuật xem xét dấu vết tung tích đại thúc nè xảy ra chuyện gì vậy cảm thi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao kim đồng đuổi tới vội hỏi thân thể địa tiên nhận vô số tín ngưỡng chi lực ăn mòn ở trong không thiếu các loại chấp niệm báo thù hung ác trình độ phù hợp giác thi cực cao tốc độ nó không chế tiên khu vượt xa dự đoán của ta ta đã để cho nó chạy thoát mất rồi giờ phút này á nó tiến vào trong biển khi tức cảnh giới của ta lại bất ổn nữa luyện thần thuật cũng vô pháp phát huy toàn lực mất tung tích của nó rồi sắc mặt của hàng lập tái xanh thở dài chậm rãi nói ra lúc này đề hồn đã đuổi sát tới một tay điểm lên mi tâm của mình một ngón tay thì chỉ về phía trước hô to với hai người hướng bên kia tốc độ thật nhanh chúng ta có nên đuổi theo Hàng Lập nghe như vậy, vội vàng nhìn theo hướng đệ hùng chỉ, màu chóng đuổi theo. Dưới sự chỉ dẫn của đệ hùng, Hàng Lập đuổi theo hướng ác thi bỏ chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Với tù vi đại la trung kỳ của Hàng Lập hiện tại, trong chớp mắt đã đuổi theo được hơn trăm vạn dặm. Tuy rằng hắn có thể thông qua thần thức tập trung cảm ứng được vị trí ác thi, nhưng không biết ác thi dùng thủ đoạn gì, mỗi lần Hàng Lập rút ngắn khoảng cách còn khoảng vạn dặm, độn tốc của ác thi lập tức tăng lên nhanh chóng, sau đó lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, cả hai một đuổi một chạy bất tri bất giác đã tới biên giới hắc phong hải vực lọt vào trong tầm mắt của hàng lập là toàn khối đen lượn lờ cuồng phong rào thét từng luồng âm phong màu đen nối liền trời đất làm cho người ta trùng bước không xong rồi lạc thất kinh phong hàng lập lẩm bẩm ở trong miệng trên người bỗng nhiên sáng lên kim quang viên luồng màu vàng xuất hiện ở sau lưng cấp tóc xoay tròn cả người bắt đầu mờ đi bất quá vào thời khắc này trên người ác thi cũng sáng lên kim quang tốc độ đột nhiên nhanh hơn đi trước một bước so với hàng lập, đâm vào trong âm phong màu đen, biến mất không thấy gì nữa. <laughs> Muốn bắt ta hả? Để thêm trăm vạn năm nữa đi! Trong không trung, chỉ còn lại tiếng ác thi vang vọng quanh quẩn. Sắc mặt của hàng lập trầm xuống, thân thức trong nháy mắt khuếch tán ra, tràn vào trong âm phong màu đen. Nhưng trong tích tắc này, ác thi không biết đã thi triển thần thông gì, vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, thân thức cũng không thể nào tra xét được. Hàng lập suy nghĩ một chút, tuy nhiên vẫn chưa vội truy đuổi vào trong, Lưu lại ác thi này chính là để lại hậu hoạn sau này Nhưng bản thân hắn vừa mới tiến cấp Cảnh giới bất ổn Tùy tiện xông vào không phải là cử chỉ sáng suốt Cần nhắc thiệt hơn trước mắt Nếu lần này không thể bắt giữ được ác thi Cũng chỉ có thể để lần sau tìm cách xử lý thôi Chú nhân hãy thả, thả ta ra, ra. Vào thời khắc này Trong đầu vang lên tiếng của đệ hùng Hàng lập ngay như vậy khẽ vung tay lên Không gian bên cạnh của hắn rung nhẹ Bóng người đệ hùng hiện ra Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lạc phách kinh phong phía trước Lúc nãy vì Hàng Lập muốn đề thăng tốc độ để đuổi kịp theo ác thi, vì vậy đã thu Kim Đồng và Đệ Hùng vào trong không gian hoa chi, để có thể sử dụng tối đa tốc độ mà hắn có thể đạt được. Đệ Hùng nè, ngươi phát hiện gì hả? Hàng Lập dò hỏi. Ta cảm giác được một cổ khí tức rất quen thuộc bên trong âm phong, hơn nữa... Đệ Hùng vừa nói vừa bấm niệm pháp quyết, một chiếc đỉnh nhỏ đỏ sậm xuất hiện trước người của nàng, đúng là diêm La Chi Đỉnh hiện tại mặt ngoài của diêm la chi đỉnh nổi lên từng trận hào quang hướng về chỗ sâu ở trong lạc phách kinh phong rục rịch tựa hồ muốn bay vào trong đó người mau gọi cái tên tôn trọng sơn ra đi Hàng lập dường như nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi đề hùng khẽ giật mình sau đó lập tức gật đầu giơ tay lên khẽ vẫy bóng tôn trọng sơn bỗng hiện ra ở gần đó gã nhìn xung quanh vài lần ánh mắt dừng lại trước âm phong màu đen mặt lộ ra vẻ kinh ngạc như thế nào tôn đồ hữu đã tới nơi này rồi hả hàng lập nhìn thấy sắc mặt của tôn trọng sơn lông mày khẽ động hỏi tôn trọng sơn chậm rãi gật đầu tiếp tục nhìn về phía lạc phách kinh phong ánh mắt chớp động dường như đang suy nghĩ cái gì đó chủ nhân chẳng lẽ đã từng tới nơi này địa hồn thăm hỏi cách đây rất lâu ta đã từng xâm nhập vào cái phiến khu vực này nhưng do nhiều nguyên nhân nên cũng không đi vào quá sâu những cái thứ âm phong này gọi là lạc phách kinh phong bên trong hầu như vô biên vô hạn giả lại ở sâu bên trong khí âm hàn vô cùng nồng đậm có một vài sinh vật tương tự như là âm thú có lời đồn về hát phong hải dược này rằng lạc phách kinh phong ở nơi này được thổi ra từ u minh quỷ dược hàng lập sờ lên mũi dùng giọng điệu chân thực nói ra u minh quỷ dược sao có lẽ lời đồn này là thật đó ánh mắt của đệ hùng hiếp lại có chút hưng phấn nói ra người tự hội rất hứng thú với lạc phách kinh phong hả hàng lập hỏi Ta muốn thử giao nhìn xem liệu có được không? Đề hùng nhìn về phía hàng lập trên mặt lộ ra vẻ đáng thương. Nơi đây nếu có quan hệ với Diêm La Chi Đỉnh, ta cũng muốn tiến vào dò, dò xét thử. Bước qua trước đó ta cần phải bế quan một đoạn thời gian cái đã. Người hộ pháp giúp ta nha. Hàng lập nói như thế. Ừ, được rồi. Đề hùng nghe như vậy không nói hai lời thu tôn trọng sơn vào trong Diêm La Chi Đỉnh. Vì vậy thời gian kế tiếp, hàng lập dẫn theo đề hùng tìm một hòn đảo tương đối kín đáo, mở ra động phủ tạm thời tiến vào không gian Hoa Chi bắt đầu bế quan củng cố cảnh giới. Quá trình này kéo dài gần 20 năm, nhưng bởi vì có thời gian trên lệch không gian gia tốc, khi đi ra bên ngoài bất quá mới chỉ trôi qua nửa ngày mà thôi. Bên trong lạc phách kinh phong dày đặc, hàng lập đứng kề vai sát cánh cùng với đề hồn trên bầu trời, mà Tôn Trọng Sơn cũng được đề hồn thả ra ngoài lần nữa. Tôn Trọng Sơn nhìn qua hàng lập lúc này không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Gã không thể nào tưởng tượng được, một ngày trước khí tức hàng lập có chút bất ổn, thậm chí nguyên khí còn đại thương, vậy mà bây giờ khí tức đã hoàn toàn khôi phục rồi tinh thần phấn chấn chẳng lẽ hắn đã dùng đan dược nghịch thiên nào đó ngay cả tu sĩ đại la cảnh cũng có hiệu quả sao bất quá tùy ý nghĩ trong lòng của gã chuyển động không ngừng nhưng thức thời không hỏi nhiều trung thực chờ hàng lập phải đề hùng phân phó đi thôi hy vọng có thể đuổi kịp tin kia hàng lập nhàn nhạt nói một tiếng sau đó phất tay phát ra một mảng kim quang bọc ba người lại vèo một tiếng ba người hóa thành một đạo kim quang bay vào sâu bên trong lạc phách kinh phong bên trong lạc phách kinh phong vẫn như cũ âm khí tràn ngập cuồng phong gào thét bất quá tu vi hiện tại của hàng lập so với lần trước tiến vào đây đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần trên đường đi rất nhẹ nhõm chốc lát sau đã tới sâu bên trong lạc phách kinh phong chỉ là hàng lập hơi có chút thất vọng từ khi bước vào ác thi giống như là bị mãn âm phong này cắn nuốt nửa điểm tung tích cũng không có ngay cả đệ hồn cũng không cảm ứng được gì cả trừ việc đó ra có chút vượt qua dự đoán của hàng lập chính là âm thú sinh sống ở trong lạc phách kinh phong này không biết vì sao vẫn chưa xuất hiện đến chỗ này diêm la chi đỉnh trong tay của hàng lập bỗng nhiên ông ông rung rẩy chỉ dẫn về phía dưới ba người hàng lập không chần chờ bay theo hướng diêm la chi đỉnh chỉ dẫn lần trước hàng lập chỉ muốn vượt qua lạc phách kinh phong cũng không quy định dò xét phía dưới bây giờ khi đi xuống hắn mới phát hiện nước biển vậy mà biến mất vô tung chỉ có những cổ âm phong cuồn cuộn bay xuống phía dưới một đoạn âm hàng chi khí xung quanh càng phát ra dày đặc thấu tận xương tủy kim quang do hàng lập phát ra cũng không cách nào ngăn cản sắc mặt tôn trọng sơn có chút tái nhợt bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì vào thời khắc này âm phong phía sau hắn hơi chấn động một thanh tam cổ xoa lượng lờ khối đen thò ra từ giữa âm phong hùng hăng đâm về phía của tôn trọng sơn một tiếng kim loại va chạm vang lên tam cổ xoa màu đen đụng đến kim quang bao phủ ba người lập tức không chút khách khí bị bắn ngược về hàng lập thấy như vậy trong lòng khẽ động Thứ này lần trước hắn đi ngang qua Lạc Phách Kinh Phong đã từng đụng phải rồi, khi đó thực lực của hắn yếu ớt, chỉ đánh lui nó cũng không đánh chết, không ngờ bây giờ lại gặp lại. Chỉ là lần này thực lực quái vật lợi hại hơn trước rất nhiều, tối thiểu cũng tương đương Kim Tiên cảnh. Trong lòng của Hàn Lập nghĩ như vậy, động tác trên tay không chậm chút nào, vung tay lên, một tia lôi quang màu vàng bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, đánh lên trên Tam Cổ Xoa màu đen. Tam Cổ Xoa màu đen nổ ra, lạc phát kinh phong xung quanh tầm hơn 10 trượng cũng bị lôi quang xé rách rơi lả tả một con quái vật hình người hiện ra hình dáng của nó tương tự như người bình thường chỉ là toàn thân trải dài lân giáp màu đen sau lưng có một cái đuôi thoạt nhìn giống như là tiểu quỷ mặt tiểu quỷ màu đen tràn đầy vẻ kinh hãi hét lên một tiếng quay người muốn chạy trốn tay của hàng lập nhấc lên muốn đánh chết tiểu quỷ màu đen này nhưng bị một luồng hào quang màu đen dành trước cuốn lấy chính là đệ hồn ở bên cạnh ra tay vèo một tiếng hào quang màu đen cuốn ngược quay về tiểu quỷ màu đen bị hào quang cuốn lại không có lực phản kháng bị đề hùng nuốt xuống ánh mắt của nạn hiếp lại hát quang trên người chớp động không ngừng trên mặt lộ ra vẻ say mê sau một hồi mới khôi phục lại bình thường <laughs> thật sự là mỹ dị tuyệt vời đó đã rất lâu rồi không được hưởng thụ hương vị âm hồn lực như vậy đề hùng chật chật nói ra Bố quay chỉ là một con tiểu quỷ mà thôi chẳng lẽ nó có gì khác biệt sao hằng lập hỏi thăm trong cơ thể tiểu quỷ màu đen này ẩn chứa âm hùng lực không nhiều, nhưng phẩm chất lại cực cao, hơn nữa rất hợp với âm hùng lực ở trong cơ thể của ta, có lợi ích rất lớn với ta đó. Trên mặt đề hùng lộ ra một tia hưng phấn rồi nói. Ồ, oh, thật đúng như vậy nha. Hàng Lập như có điều suy nghĩ nói. Hàng tiền bối nè, đề hùng tiền bối nè, âm hàng chi khí đôi này nặng quá, tại hạ có chúng chống đỡ không nổi rồi. Vào thời khắc này, Tôn Trọng Sơn chen vào nói ra sắc mặt của gã lúc này đã bầm đen thân thể không nhịn được mà run rẩy hàng lập nhìn gã một cái sau đó lại nhìn về phía của đệ hùng ha thật là vô dụng mà đệ hùng nhướng mày Phước tay thu hồi gã vào trong diêm la chi đỉnh đi thôi tiếp tục xuống phía dưới xem sao trong mắt của hàng lập hiện lên vẻ hiếu kỳ rồi nói vì vậy hai người tiếp tục đi xuống đảo mắt đã qua gần nửa ngày nơi đây dường như sâu không thấy đấy bay lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đích đến Âm hàn chi khí ở chỗ này đã nồng đậm đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Hàng Lập cũng cảm thấy có chút không khỏe. Ngược lại đề hồn đối với âm hàn chi khí xung quanh chẳng những không kháng cự, bộ dạng còn rất là thoải mái. Hai người lại tiếp tục bay xuống sâu hơn, âm phong phía trước trước cuộc bắt đầu ít dần, tựa hồ đã đến tận cùng. Hàng Lập và đề hồn vui vẻ, tăng tốc phi động về phía dưới. Vào thời khắc này hư không đột nhiên nổi lên sóng gió, một vòng xoáy huyết hồng bỗng nhiên xuất hiện, chắn ngang phía trước, từ trong vòng xoáy màu máu truyền ra lực cắn nuốt vô cùng cường đại hai người không kịp đề phòng đã bị vòng xoáy thôn vệ hàng lập về đề hồn thấy hoa mắt sau một khắc đã xuất hiện trong không gian màu máu trong không gian có một hồ nước lớn màu đỏ như máu nhẹ nhàng gợn sóng nước trong hồ thoạt nhìn rất giống máu tươi nhưng không có một chút mùi tanh nào tản ra hàng khí nhẹ nhẹ phía sau hồ nước có một tòa thành trì vô cùng đồ sộ trên cửa thành viết hai chữ to quỷ môn Hàng lập phải đề hồn thấy cảnh này thì liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương lộ ra một tia khiếp sợ. Quỷ môn, khắp nơi này đều lộ ra một cổ hạng ý làm cho người ta sợ hãi, hẳn là đã đến minh giới rồi. Hàng lập thả thần thức ra đảo qua thành trì huyết hồng, sờ lên cái mũi thì thào nói ra. Diện tích cả tòa đại thành không nhỏ, nhưng kỳ quái là không có một tơ một hào sinh khí nào. Đừng nói là một người sống, dù là một động vật sống như gà, vịt, chó, mèo cũng không thấy một con nào, Tựa hồ sau cái quỷ môn này thực giống như là một tòa quỷ thành vậy. Đệ hùng không nói gì, hai mắt lướt qua thành trì, nhìn chăm chăm vào không trung sau thành trì. Hàng lập thấy như vậy, theo ánh mắt đệ hùng nhìn lại, trong lòng hơi động một chút. Nhưng không trung phía sau tòa thành trì màu máu này là một mảnh u ám, nhìn kỹ lại là một đoàn mây đen lơ lửng, trong huyết sắc không gian này rất dễ nhìn thấy. Mây đen tựa như vật sống chậm rãi chuyển động, bên trong tựa hồ có cái gì, chỉ là trong mây ẩn chứa một cổ lực lượng vô hình, khiến cho thần thức không thể nào xuyên thấu qua. Hàng Lập suy nghĩ một lát, vận chuyển cửa U Ma Đồng, nhìn vào phía trong đám mây. Vào thời khắc này, mây đen chấn động mạnh một cái, một cổ uy áp ngập trời đột nhiên từ trong mây lộ ra, hư không phụ cận lắc lư ù ù, chứng cho ánh mắt của hắn bắn ngược trở về. Hàng Lập cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, thân thể cũng theo đó lung lay một cái, nhưng lập tức ổn định lại. Chủ nhân! Đề hùng nhìn thấy cảnh này thì kinh hô lên tôi cùng sao Mây đen này quả thực là cổ quái đó Tuyệt đối không được tùy tiện thi pháp dò xét Hàng lập nhắm mắt lại Sau đó chậm rãi thổ nạp Sau một lát hắn mở to mắt ra Hai mắt đã khôi phục như thường Nơi này cũng không phải là đất lành gì cả Chúng ta hay là không nên xuống dưới đâu Không bằng mau chóng rời đi thôi Đề hùng nhìn cái đám mây đen lại nhìn phía thành trì màu máu rồi nói ra Địa hồn thấy Hàng Lập vẫn trấn định tự nhiên, lại nhìn đám mây đen kia một cái, không nói lời nào theo sát phía sau. Hai người phi thân rơi vào trước cửa thành, đại môn cũng không đóng lại mà mở rộng ra. Từ ngoài cửa nhìn vào trong thành, lọt vào trong tầm mắt là một con đường rộng lớn có thể để hơn 10 con ngựa sánh vai cùng đi. Hai bên đường phố từng tòa kiến trúc cao lớn, những kiến trúc kia cũng đều mở rộng cửa sảnh. Chỉ là tình huống trong thành giống như trước đó, thân thức đảo qua quả thực không thấy một người nào, cho người ta thấy một loại cảm giác tĩnh mịch dị dạng. Đôi mi thanh tú đệ hùng hơi nhíu lại, vô thức nhích lại gần Hàng Lập. Đi thôi, ta cũng muốn biết rốt cuộc đây là địa phương nào. Hàng Lập nói rồi cất bước đi vào trong thành. Vừa mới vừa qua quỷ môn kia thì thân thể của Hàng Lập không khỏi khẽ rung lên, khiến cho hắn cũng thấy kinh ngạc, nhưng trừ điều đó ra cũng không phát hiện ra điều gì không ổn cả. Hắn nhìn đệ hùng vừa mới tiến đến một cái, tự hồ đệ hùng không có chút dị dạng nào, lấy tốc độ của hai người rất nhanh tản bộ một phòng trong thành tất cả công trình ở trong thành đều có đủ không khác gì đại thành chân thiên giới trong nhà bàn ghế nồi bát đều có thậm chí một số nhà trên bàn còn có cơm nước nhưng lại không có một bóng người nào cả sao lại vậy chứ hẳn là người nơi này vừa mới bị bắt đi rồi sao Hàng lập thì thào nói hai người giờ phút này đứng ở trong phòng một nhà cư dân trên bàn còn đặt một ít nước trà Đề Hùng giờ phút này cũng dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn tứ phương, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Bất chợt nàng tiến lên mấy bước, bưng một chén trà trên bàn lên, bên trong nước trà cũng hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Hơ. Trên mặt bàn Đề Hùng đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi, a một tiếng. Sao vậy? Người phát hiện ra gì hả? Hàng lập hỏi. Ta đã biết rồi, chủ nhân, mau theo ta. Đề hùng bưng tỉnh đại ngộ kêu lên một tiếng sau đó không nói lời nào lôi kéo hàng lập chạy như bay về hướng ngoại thành rất nhanh tới phụ cận một cái hồ nước màu đỏ ngòm kia người phát hiện ra cái gì sao vì sao lại đến bên cái hồ này hàng lập hỏi chủ nhân đừng có hỏi nhiều vậy chứ trước nhảy vào trong hồ này đi đã Địa hùng nói thả người nhảy vào trong hồ ngâm thân thể vào trong đó chỉ lộ ra cái đầu nàng hơi nhíu mi lại nhưng rất nhanh liền giãn ra hàng lập không nhảy theo xuống mà thi triển thần thức dò xét huyết hồ trong hồ nước tràn ngập một cổ khí âm hàng nhàn nhạt, nhạt trừ điều đó ra thì cũng không có dị dạng gì cả quả là như thế chủ nhân mau xuống đây mặt của đề hồn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng phước tay thúc giục hàng lập xuống hàng lập suy nghĩ một chút cũng phi thân rơi vào trong hồ lông mày của hắn đột nhiên nhíu chặt ngũ quan cũng hơi vặn vẹo thân thể của hắn vừa ngâm ở trong hồ nước toàn thân các nơi lập tức đau nhức kịch liệt không chịu nổi giống như đau cắt giống như lửa thiêu, khiến cho bản thân không ngừng rung rẩy. Hai mắt lại giống như bịt kính một tầng mây vụ, hết thảy cảnh vật cũng biến thành mơ hồ không rõ. Nếu bình thường đau cắt hỏa thiêu, hàng lập sẽ không để ý. Nhưng giờ phút này đau đớn ở trên thân thể phản phước ảnh hưởng trực tiếp đến thần hùng, lấy tâm trí kiên nghị của hắn cũng không cách nào chịu đựng nổi. Phản phước có một cổ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân của mình lại, từ trong thân thể và thần hùng của mình bốc ra vật gì đó. Chủ nhân, hồ nước này gọi là tam sinh thủy, có thể tẩy thoát dương khí trên thân, gắn chịu đựng chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Địa hồn một bên vội vàng nói, hàng lập ngay như vậy cắn răng nhắm mắt chịu đựng. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ sau, đau đớn ở trên người của hắn mới bắt đầu giảm đi, rất nhanh biến mất hoàn toàn. Lúc này cảm giác bản thân không còn dị dạng gì cả, ngược lại ngâm mình ở trong ao nước này có một loại cảm giác thoải mái không nói ra lời. Hàng lập thở ra một hơi, mở to mắt ra, phát hiện ra ánh mắt đã khôi phục lại, đang muốn từ trong hồ đứng lên. Chủ nhân khoan đã, ngươi hãy nhìn thành trì trước đã. Đề hồn một bên đột nhiên như thiểm điện đưa tay đè lại hàng lập, không để cho hắn ra ngoài thấp giọng nói ra. Hàng lập nghe như vậy nhìn lại thành trì màu máu phía trước, con mắt không khỏi mở lớn lên. Thành trì màu máu trước đó vốn trống trải, giờ phút này đứng hai hàng vệ binh mặc áo giáp huyết hồng. Những vệ binh kia mặc dù thoạt nhìn là hình người, nhưng đầu sinh động giác, miệng dài tay to, đầu lưỡi rất dài, thỉnh thoảng lè ra ngoài giống như là chó thở, tướng mạo đáng sợ, nhưng cũng có chút buồn cười. Xuyên thấu qua cửa thành chỉ thấy trong thành vốn không có một ai, cũng biến thành áo nhiệt không gì sánh được. Người đến người đi, quên cả trời đất. Không chỉ như vậy, trên không huyết hồ thỉnh thoảng xuất hiện từng bóng người, cũng là từng người mà áo giáp màu đỏ ngầm, cầm trong tay xiền xích, bắt trói từng bóng người đang dãy dụa, ném vào trong huyết hồ những người kia tiến vào trong huyết hồ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trên thân càng bốc lên trận trận khối xanh tựa hồ bị nước hồ này ăn mòn vậy bất quá sau một lát khối xanh ở trên thân những người kia tiêu tán thân thể biến thành trạng thái hơi mờ bị những người mặc huyết giáp kia tiếp tục bắt trói đưa đến trước cửa thành xếp thành một hàng sau khi được kiểm tra mới đi vào trong thành trì màu máu những người mặc huyết giáp kia cũng không thấy hàng lập và đề hồn ở trong hồ giống như không nhìn thấy bọn hắn vậy Hàng Lập kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Những người mặc huyết giáp này là câu hồn sứ giả minh giới, tiến vào các nơi ở chân tiên giới câu đi hùng phách người chết, đưa vào trong tâm sinh hồ này tẩy đi một thân dương khí, sau đó được đưa đến minh giới. Địa hùng nói ra. Ừ, nhìn cũng giống vậy đó. Bố quá Đề hùng nè, người sao lại biết được những thứ này vậy? Hàng Lập gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Khi mới vừa tiến vào trong tâm sinh hồ, lúc ta tẩy đi dương khí ở trên thân, Chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên toát ra những khí ức này. Địa hùng im lặng nửa ngày sau đó nói. Hả? Trong trí nhớ của người tại sao có những thứ này? Hàng lập nghe như vậy khẽ giật mình. Ta cũng không rõ nữa. Có thể bởi vì ta chính là hình thú trời sinh có liên quan gì đó đến u minh chi địa. Địa hùng lắc đầu mờ mịt nói ra. Ừ, cũng rất có khả năng đó. Hàng lập gật gật đầu. Mặc dù còn có rất nhiều điều không hiểu, hắn cũng đang dự định truy đến cùng, nhưng cảnh tượng quỷ dị trước mắt này đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Trước khi ta luôn cho là chuyện u minh hư vô mờ mịt, không ngờ lại tồn tại thật đó. Bởi quá những câu hồn sứ giả này, vì sao không nhìn thấy chúng ta vậy? Hàng lập khẽ thứ dài rồi hỏi. Những câu hồn sứ giả này á và tu sĩ chúng ta chính là quan hệ âm dương lưỡng cực, đều không thể nhìn thấy đối phương được. Chỉ có người chết đi hoặc là thông qua tâm sinh thủy tẩy đi dương khí toàn thân mới có thể nhìn thấy những câu hồn sứ giả kia. Đề phòng giản nhất, vừa rồi ta thi triển một bí thuật đặc biệt, che đậy khí tức hai ta, cho nên những câu hồn sứ giả kia vẫn như cũ không nhìn thấy chúng ta. Bước quá thuật này ta vừa mới nghĩ ra thôi, hiệu quả như thế nào một điểm ta cũng không nắm chắc nữa. Đề hùng giải thích. Ừ, thì ra là vậy. Hàng lập yên lặng gật đầu, hơi trầm ngâm, sau đó từ trong hồ bay vụt lên, bay về phía cửa thành trì. Chủ nhân, ta nói không nắm chắc mà. Đệ Hùng nhìn thấy cử động của Hàng Lập trong lòng khẩn trương, vội vàng đi theo. Cũng may bí thuật của Đệ Hùng có hiệu quả tốt hơn so với nàng dự liệu, cũng không bị người ta phát hiện ra. Cửa thành chỉ có mấy câu hồn sứ giả trong coi, cũng không cảm ứng được tiên khí tồn tại, tự nhiên càng không phát hiện được hai người Hàng Lập. Hai người nhẹ nhàng tiến nhập trong thành. Chủ nhân nè, ta đã nói không nắm chắc rồi, ngươi còn đột nhiên bay ra ngoài, như vậy quá mạo hiểm đó. Đệ Hùng nhịn không được phàn nàn. <laughs> ta tin tưởng bí thuật của ngươi dùng được mà mà nếu bí thuật của ngươi vô dụng á chúng ta tiếp tục trốn ở trong hồ cũng không ý nghĩa gì cả hàn lập cười nhạt rồi nói không biết tiếp theo chủ nhân có tính toán gì không vậy đề hùng gật gật đầu rồi hỏi đi theo những người này xem thử bọn hắn xử lý những hồn phách kia như thế nào hàn lập chỉ một ngón tay về hướng những câu hồn sứ giả trong thành kia những câu hồn sứ giả kia lúc này đang áp giải từng hồn phách đi về hướng trong thành trước sau xếp thành một loạt phi thường bắt mắt trên đường phố nguyên bản âm u đầy tử khí lúc này cũng người người nhốn nháo không ít người ngừng chân nhìn ra xa chỉ rõ về phía đoàn người câu hồn sứ giả hai người cứ như vậy trà trộn chung quanh đám người xa xa đi theo câu hồn sứ giả rất mau tới cửa vào của một tòa kiến trúc cao lớn những câu hồn sứ giả kia áp giải từng hồn phách nối đuôi nhau đi vào kiến trúc cao lớn kia giống như đuổi dê vào chuồng hàng lập và đề hồn liếc nhìn nhau xác nhận bên ngoài kiến trúc cũng không có gì dị thường cả sau đó mới đi theo Đi vào bên trong kiến trúc cao lớn, trước mắt bọn hắn là một hành lang rất dài và quanh co, kéo dài xuống tận dưới sâu. Nó đi qua một không gian hình tròn dưới mặt đất, rồi bị phân chia và ngăn cách thành nhiều khu vực riêng biệt. Trong không gian này có một ao nước màu máu, bên trong những khu vực bị ngăn cách kia là những cái lồng giam đang giam giữ các loại hồn phách. Những câu hồn sứ giả đem hồn phách câu được nhốt vào trong lồng. Ngoài ra còn có một số tên câu hồn sứ giả khác đang đứng im trong ao nước màu máu, không biết là đang làm gì xem ra nơi này là chỗ nhâm giữ hồn phách nếu không có gì đặc biệt chúng ta nên đi tới chỗ khác xem sao phải mau chóng tìm ra cách rời khỏi nơi này đã địa hùng nói ừ dìm lại chi đỉnh như thế nào rồi có còn chỉ dẫn phương hướng không vậy hàng lập gật đầu nhẹ rồi hỏi trong đỉnh truyền đến lượt dẫn dắt là chỉ về phía sau cái đám mây đen kia địa hùng chần chờ một chút rồi nói hàng lập ngay như vậy ánh mắt chớp động nhưng không kinh ngạc suy nghĩ một chút rồi nói Chúng ta chia nhau ra đi dò xét một chút, xem thử có tìm được cách rời khỏi nơi đây hay không. Ngoài thành cũng không cần phải tìm đâu, lúc trước ta đã dùng thần thức xem qua, cũng không thấy chỗ nào để ra vào cả. Bí thuật này có thể duy trì một ngày một đêm, trong thời gian này thì không cần lo lắng gì hết. Địa hùng nói xong rồi cùng hàng lập trở về con đường cũ, sau đó rời khỏi tòa kiến trúc này rồi chọn hai phương hướng khác biệt rời đi. Hơn nửa ngày sau, hai người ở trong kiến trúc lồng giam gặp lại, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ đều không tìm được phương pháp để rời khỏi nơi này. Nếu như vậy thì chúng ta thử cưỡng ép đột phá thử đi, xem có thể đánh dỡ không gian màu máu này không. Địa hùng đề nghị, hàng lập đang định nói gì thì thường sắc chật động, bèn mang theo đệ hùng trở lại cái lồng giam phía dưới kiến trúc. Ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua những lồng giam hùng phát kia. Sao vậy chủ nhân? Địa hùng thấy như vậy liền hỏi hàng lập. À, ta đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi đây. Hàng lập cười nói. Biện pháp gì? Địa hùng nghe như vậy thì ánh mắt sáng lên, Nơi này nhìn kỹ thì không giống minh giới, những hồn phách này không thể giam cầm vĩnh viễn ở đây nên sẽ được đưa đến minh giới. Chúng ta chỉ cần tìm được phương pháp vận chuyển hồn phách của bọn chúng thì có thể rời khỏi nơi đây rồi. Hàng Lập nói ra. Hả? Có lý đó, vậy mà ta không hề nghĩ tới. Địa hồn giật mình hiểu ra. Chỉ là không biết khi nào bọn chúng mới có hành động kế tiếp đây nữa. Ánh mắt của Hàng Lập hơi chớp động rồi nói. Vậy thì đơn giản rồi, ta tìm người hỏi một chút là được rồi điệu hùng kéo hàng lặp lại rồi nhanh chóng đi tới chỗ vắng vẻ gần lồng giam. Một tên câu hùng sứ giả vừa cầm trong tay hùng phách đưa vào lồng giam, sau đó quay người đi ra ngoài. Khi qua một chỗ rẽ, bỗng có một cánh tay vươn ra nhanh như điện. Bắt được cái tên câu hùng sứ giả đó rồi lôi vào trong bóng tối. Phía sau có một tên câu hùng sứ giả khác đi tới, chợt thấy hoa mắt. Gã cảm giác giống như có đồng bạn đột nhiên lóe lên bay vào góc tường biến mất. Tên câu hùng sứ giả này khi đi ngang qua góc tường, bèn thò đầu vào nhìn một lượt bên trong, sâu trong gốc là ngõ cục trên mặt đất có một tiểu đỉnh đỏ sậm dính đầy bụi đất không biết là ai đã đặt ở chỗ này ngoại trừ tiểu đỉnh này ra thì không có vật gì khác cả câu hồn sứ giả này lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục đi về phía trước không quan tâm đến chuyện này nữa phía trong diêm la chi đỉnh câu hồn sứ giả bị từng sợi xuyên xích màu đen cuốn lấy nên không thể cử động câu hùng sứ giả tuy không thể nhúc nhích nhưng mặt tỏ ra giận dữ trong miệng liên tiếp phát ra âm thanh kỳ lạ chi chít chi chít thanh âm này giống như là tiếng quỷ khóc giữa đêm khuya lại như tiếng độc trùng bò sát làm cho người nghe trong lòng cũng rung lên cảm giác cực kỳ khó chịu người có hiểu nó nói gì không vậy hàn lập nhìn đề hùng hỏi đề hùng cười khổ lắc đầu người thì sao hàn lập nhìn tôn trọng sơn bên cạnh hỏi Tụi ta thì biết một chút văn tự minh giới nhưng vẫn không đủ để nghe hiểu lời nó nói tôn trọng sơn lắc đầu nói rồi gã dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về hàn lập và đề hùng Hai vị tiểu tổ tông này thật là biết cách giày vò, chưa được bao lâu đã bắt được một người ở minh giới rồi. Nếu không có biện pháp, ta trực tiếp sưu hồn là được rồi. Tuy không hiểu chúng nó nói gì, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy được một số hình ảnh trong trí nhớ. Địa hồn nói, rồi đặt tay lên đầu của tên câu hồn sứ giả này. Tường đạo ánh sáng màu đen từ lòng bàn tay bay ra bao phủ lấy gã. Mặt câu hồn sứ giả hiện ra vẻ thống khổ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể đen sẫm bị ánh sáng bao phủ xuống nhanh chóng khô quắt đi một lát sau đệ hùng buông tay ra thế nào rồi có phát hiện được gì không vậy hàn lập hỏi đúng như ngươi dự đoán đó cách một đoạn thời gian minh giới sẽ phái quỷ tướng đến đưa hồn phách trong thành về theo như tính toán còn mấy ngày nữa sẽ tới rồi đệ hùng mừng rỡ nói à, vậy là tốt rồi những quỷ tướng của minh giới này làm cách nào đến được đây vậy hàn lập nhẹ nhàng thở ra rồi hỏi tiếp Bên trong cái mảnh mây đen kia Lúc đó sẽ mở ra một thông đạo không gian Chở toàn bộ hùng pháp tới trong thành đi trong một lần Đệ hùng nói Hàng lập nghe như vậy thì ánh mắt sáng người Thật là muốn cái gì thì đến cái đó Ờ chúng ta vừa bắt một tên câu hồn sứ giả Vậy thì có bị phát hiện không vậy Hàng lập như nghĩ tới điều gì Chợt hỏi Điều này không cần lo lắng đâu Số lượng câu hồn sứ giả rất nhiều Lại là thành viên dòng ngoài xa xôi của minh giới Nên không thường xuyên kiểm kê nhân số Đệ hùng nói Hàng Lập nghe như vậy thì yên lòng. Trong mấy ngày kế tiếp, Hàng Lập phải đề hồn không đi đâu, đều ở trong Diêm La Chi Đỉnh cùng Tôn Trọng Sơn học tập văn tự minh giới. Sau khi sưu hồn câu hồn sứ giả, đề hồn đã có những thức sơ lược về văn tự minh giới. Hai bên kết hợp lại nên Hàng Lập cũng rất nhanh hiểu được đại khái ngôn ngữ minh giới này. Bảy ngày sau, mảnh mây đen đằng sau kiến trúc huyết sắc bỗng nổi lên sóng gió kịch liệt. Từ đó lan tràn ra chấn động vô cùng cường đại, làm cho toàn bộ không gian màu máu này rung rẩy theo vô số phù văn màu đen từ trong mây đen bay ra, sau đó nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy màu đen. Trung tâm vòng xoáy là một thông đạo màu đen, có vẻ vô cùng u ám, giống như con đường nối thẳng đến chỗ chí âm ở trong thiên hạ. Một bóng người màu đen từ trong thông đạo bay ra, toàn thân đều mặc màu đen, trong tay cầm đại bổng đen thui, nhưng khuôn mặt dễ nhìn hơn so với những tên câu hồn sứ giả kia, so với người bình thường cũng không khác nhiều lắm. Bên trong thành trì màu máu, câu hồn sứ giả đã sớm tụ tập lại, và áp giải hồn phách tới trước đám mây đen. Lên đường! Quỷ tướng giơ đại bổng màu đen trong tay lên rồi dùng ngôn ngữ minh giới hô lớn. Những tên câu hồn sứ giả nghe như vậy lập tức ném những hồn phách đang áp giải về phía trước. Trong thông đạo màu đen lập tức phát ra một cổ lực hút, những hồn phách kia liền bị hút chui vào trong thông đạo. Số lượng hồn phách cất giữ ở trong thành không nhiều lắm nên rất nhanh chóng đã bị thông đạo màu đen hút hết. Quỷ tướng màu đen thấy như vậy lèn lách mình bay vào trong đó thông đạo màu đen chấp động hai cái rồi nhanh chóng khép lại nhưng trước lúc thông đạo khép lại hai bóng người mơ hồ nhanh như điện bay đến lóe lên một cái rồi biến mất vào trong hàng lập và đệ hồn cảm thấy toàn thân như đang bị mang lực xé rách chung quanh trời đất quay cuồng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng không phát ra âm thanh gì một lúc lâu sau mang lực chung quanh mới biến mất hai người thấy hoa mắt rồi xuất hiện trong một không gian màu đen trước mặt họ là một vùng vực sâu vô cùng lớn vực sâu rộng hơn mấy ngàn trượng Hai bên kéo rất dài không biết tới tận đâu, ở trung tâm vực là một cái hố màu đen rất sâu và âm u, không biết dẫn đến nơi nào. Trong vực sâu không ngừng tỏa ra cuồn cuộn hắc khí, những hắc khí này không những cực kỳ âm hàn, còn có một loại quỷ khí khác thường. So với quỷ khí bình thường thì rất khác, quỷ khí nơi đây cực kỳ tinh khiết, hơn nữa còn trầm trọng, sền sệt giống như là chất lỏng. Nơi này là minh giới sao? Nhìn cũng không giống lắm. Địa hùng chứng kiến hoàn cảnh trước mắt này thì thào nói, rồi nàng như nhớ ra điều gì, vội phất tay thả ra diêm la chi đỉnh. Tiểu đỉnh màu đỏ sậm đang chấp động ánh sáng chỉ về phía đáy vượt sâu. Ánh mắt địa hùng sáng người đang muốn tiến lên thì bị hàng lập giữ lại. Chờ chút đã. Hàng lập nhàn nhạt nói ra. Chú nhân làm sao vậy? Địa hùng kỳ quái hỏi. Hàng lập không trả lời nàng mà nhìn về vượt sâu phía trước, khuôn mặt mang theo nụ cười lạnh rồi nói. Các hạ cho rằng như vậy là có thể qua mắt được ta sao Xuất hiện đi Đề hồn nghe như vậy thì giật mình Nhìn theo nơi ánh mắt của hàng lập đang nhìn Nhưng nàng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường cả à, Vậy mà có thể cảm giác được sự tồn tại của ta hả Thần thức rất mạnh nha Một thanh âm khó nghe Giống như hai miếng sắt đang cạ vào nhau Từ phía trước truyền đến Người này vậy mà nói ngôn ngữ của chân tiên giới Hư không ở phía trước hiện ra một đoạn hắc khí, nó nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn mây đen to lớn đến mấy ngàn trượng. Vô số âm thanh gào rít của lệ quỷ từ trong mây truyền đến, giống như vô số mũi tên nhọn đang đâm vào trên thần hồn của Hàng Lập và Đề Hùng. Đề Hùng khẽ trên một cái, lông mày Hàng Lập cũng nhíu lại, hai người vội vàng vận chuyển thần thức bảo vệ thần hồn, lúc này mới không bị âm thanh của lệ quỷ phía trước ảnh hưởng nữa. Bên cạnh mây đen, âm phong đang không ngừng gào thét, hắc khí tràn ngập như để che đi tình hình phía trên. Sắc mặt của Hàng Lập âm trầm, tay phải vung lên, một mảnh lôi quang màu vàng chói mắt cuồn cuộn xuất hiện kiếm khí vô cùng cường đại dễ dàng xé rách khí thế ở trong hư không trong nháy mắt đã quét sạch âm phong mọi thứ trên mây đen hiện ra rõ ràng trước mắt hai người phía trên quỷ vật đứng đồng nghịch khoảng chừng hai ba ngàn tên những thứ quỷ vật này cùng cái lũ đề hồn đã thôn phải lúc trước giống nhau như đúc khí tức cực kỳ tương tự trong tay đều đang cầm cái chĩa ba màu đen chúng đứng thành từng hàng ngũ chỉnh tề rất kỷ luật và nghiêm chỉnh giống như một đội quân chính thống vậy Hàng Lập không để ý đến những tên quỷ vật này mà nhìn vào một bóng người đang đứng ở phía trước. Trong mắt hắn hiện lên vẻ cảnh giác. Người trung niên nam tử này thân hình thon dài, nhìn sơ qua cũng không thấy khác với người bình thường. Nhưng khi hai mắt gã chớp động lại hiện lên một màu đỏ của máu, làm cho người ta sợ hãi. Lúc này gã đang nghe răng nhìn Hàng Lập mỉm cười. Gã mặc trên người một bộ trường bào hư ảo màu đen nhìn rất giống thực thể. Theo gió thổi lên, các loại quỷ ảnh đáng sợ không ngừng thò ra thân thể từ đó, sau lưng gã mang theo một cây chiến thương màu đen dài hơn một trượng, phía trên chấp động một tầng hung mang đen tối, tản ra khí tức hung lệ, làm cho Hàng Lập cũng cảm giác được nguy hiểm. Các hạ là người phương nào, vì sao lại may phục ở đây, định đánh lén chúng ta sao? Hàng Lập nhìn hai mắt người này rồi chậm rãi nói. Nhấn lại này ta phải hỏi các người mới đúng chứ, nơi đây là U Minh Địa Giới ngươi đừng tưởng dùng tam sinh thủy tẩy đi dương khí ở trên người là ta không thể nhận ra thân phận tu sĩ chân tiên giới của các ngươi. Các ngươi đến từ đâu thì lập tức trở về chỗ đó. U ừ Minh giới không chào đón các ngươi. Nam tử trung niên vẫn hát bào lạnh lùng ra lệnh. Ra lần vậy, hai người chúng ta cũng chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi. Chẳng lẽ các hạ chính là quỷ sứ trấn thủ Minh giới hả? Nội tâm của hàng lập khẽ động nhưng không mảy may biến sắc. Hắn nguyễn miệng cười nói. Xem ra các ngươi quả thật không định trời đi Vậy thì hãy dĩnh diễn nằm lại Bày trắng thập phương xuyên tâm Thanh âm của nam tử trung niên hắc bào lập tức trở nên cực kỳ băng hàng Gã phất tay rút ngọn chiến thương ở trên lưng ra Rồi dứt khoát dĩa về phía trước Vừa dứt lời phương trận quỷ binh sau lưng gã lập tức chia làm hai tổ Tạo thành phương trận hình dáng như hai mũi khoan Tụ tập cùng nhau ở một chỗ Khiến cho khí tức của đám quỷ binh ở trong phương trận trở nên đồng nhất Tuy hai mà một lập tức hợp thành chỉnh thể hai phương trận hình mũi khoang liền hóa thành hai mũi tên vừa thô vừa to phóng tới chỗ của hàng lập và đề hùng với tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị chỉ trong chớp mắt chúng đã ập đến trước mặt hai người mang theo một luồng quỷ khí khổng lồ hư không phía trước cơ hồ bị xé rách tả tơi đề hùng không kịp đề phòng thân hình lão đảo đứng không vững bỗng chốc bị thổi bay ra ngoài còn hàng lập thì vẫn cứ sừng sững bất động tuy có chút thất kinh trước trận pháp lợi hại của đám quỷ vật này nhưng khí thế toàn thân hắn ngay lập tức điên cuồng đề thăng lòng bàn tay bộc phát ra hai luồng kim quang cực kỳ chói mắt, rồi một thanh lôi kiếm vàng rực thình lình hiện ra. Sau một hồi gào rít xùi xùi, mấy trăm luồng kiếm khí kim sắc ào ào tuôn ra, hội tụ trước mặt của hàng Lập, tạo thành một vòng xoáy màu vàng vừa vặn ngăn cản hai mũi khoan vừa thô vừa to do quỷ vật tạo thành. Chấn động cường đại hóa thành vô số khí lưu phong bạo vô cùng mạnh mẽ, càng quét khắp bốn phương tám hướng. Hai mũi tên đen kịch lập tức bị chặn đứng rồi bị chấn ngược bay lại phía sau, Mặc dù sau đó hắc quan có lúc ẩn lúc hiện, luôn quỷ khí cũng bị xáo trộn cuồn cuộn nhưng không hề tan vỡ. Mà hàng lập cũng bị dư chấn bước lui hai bước mới có thể đứng vững. Đúng lúc này hư không phía sau hắn khẽ động, một luồng thương ảnh âm u lăng không xuất hiện, lấy thế như độc xà thổ tính đâm vào hậu tâm của hàng lập. Kim lôi lóe lên, một thanh lôi kiếm khác cũng theo đó mà xuất hiện ở sau lưng hắn, dường như đã sớm tìm phục ở chỗ này, ngăn chặn thương ảnh len lén tập kích. Lại anh một tiếng, hai vầng hào quang nhất kim nhất ám với uy thế vô song thình lình bộc phát ra giữa không gian tăm tối trong lục đất luồng thương ảnh âm u bị chấn văng đi thân hình gã nam tử trung niên hắc bào tùy thời xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc hàng lập bị đánh văng ra một lần nữa thân hình cấp tốc bay ngược về phía sau nhưng hắn đã kịp thời phất tay áo một đoàn kim quang bay vọt ra hóa thành một thân hình thiếu nữ vàng rực đúng là kim đồng người và đệ hùng cùng nhau thu thập chiến trường bên kia hàng lập trường âm ra lệnh cho kim đồng chưa dứt lời, hắn đã tự mình chặn đứng thế lui, sau đó phóng về phía trước công kích gã nam tử trung niên hát bào. Hai thanh lôi kiếm vàng rực cũng theo đó mà bay vọt tới, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt địch nhân. Đồng thời kích thước của hai thanh kim kiếm cuồng trướng gấp trăm lần, đang chéo nhau tựa như một chiếc kéo, từ hai bên trái phải kẹp lấy thân hình của gã trung niên áo đen. Cây chiến thương trong tay của gã đại phóng hắc mang, rồi bất chợt xoay tròn, sau đó phóng về phía đối diện với khí thế cực kỳ hùng hổ, vừa vặn đúng vào thời điểm hai thanh cự kiếm vàng rực giao nhau tiếng kim khí va chạm cực kỳ chói tai thế công của hai thanh cự kiếm vàng rực lập tức khựng lại giữa không trung gã trung niên hắc bào cũng mượn lực phản chứng mà thối lui thấy như vậy hàng lập lập tức xuất thủ miệng lầm rầm niệm pháp quyết hai thanh cự kiếm bất chợt đại phóng kim quang phóng ra hai luồng lôi điện vàng rực vừa thô vừa to bởi vì khoảng cách quá gần nên gã nam tử hắc bào hoàn toàn không phản ứng kịp tiếp tục bị kim lôi đánh trúng một vầng kim quang vô cùng chói mắt thình lình hiện ra giữa hư không bao phủ hoàn toàn phạm vi hơn 10 dặm âm phong và hàn khí bên trong quan cầu hoàn toàn bị hủy diệt không mảy may còn lại chút gì tương đảo, từng đảo hồ quang vàng rực không ngừng du tổ, kịch liệt chớp động nhưng vào thời khắc này một quan cầu hắc ám lăng không hiện thể từng tầng lớp lớp điện hồ kim sắc đang du tổ tại khu vực phụ cận bị hắc quang thu hút rồi lập tức thun phệ tựa như là cá vôi hút nước tiếp đó thân hình gã nam tử hắc bào lại âm u xuất hiện y phục toàn thân vẫn gọn gàng ngăn nắp cả người không mất lấy một sợi tóc nào ống tay áo bên phải của gã hiện đang có hắc quang chớp động liên tục phát ra một luồng hấp lực kỳ quái chính là ngọn nguồn của quang cầu hắc ám kia trong chớp mắt toàn bộ kim lôi đã chui cả vào trong ống tay áo của gã trung niên hắc bào hàng lập thấy như vậy thì nhíu mày sắc mặt có chút khó coi đô thiên thần lôi không chỉ có lực phá hoại cực mạnh đặc tính thuần dương chí cương của nó có khả năng khắc chế trời sinh đối với hết thể lực lượng âm quỷ Vậy mà giờ đây, đô thiên thượng lôi lại bị người khác dễ dàng thu lấy. Tuy đủ loại ý niệm đang xoay vần ở trong đầu, nhưng không vì vậy mà hàng lập đình chỉ công kích. Pháp quyết trên tay hắn lại biến đổi, hai cửa kiếm vàng rực rung rẩy một hồi, sau đó hóa thành mấy trăm vệt kiếm ảnh rợp trời. Như mây như sương ập xuống đầu gã trung niên hát bào. Ngọn chiến thương trong tay của gã trung niên hát bào rung lên bần bật, mũi thương rung rung huyển hóa ra vô số tinh điểm âm u. Lập tức lao vào tranh phong cùng cơn mưa kiếm ảnh vàng rực, không chút yếu thế nào tiếng kim khí giao phong đang vào nhau chắc chúa vang vọng khắp hư không đồng thời đề hùng và kim đồng cũng đang quần đấu với hai đội quỷ binh kim đồng đã hiện ra bản thể phệ kim tiên tập trung công kích một đội quỷ binh tuy nhiên chiến ý của nàng dường như không cao nàng chỉ đang ỷ vào thân thể kim cang bất hoại của mình để tham chiến không muốn ly khai cũng không dốc toàn lực công kích mặt khác thân ảnh của Đệ hùng đang không ngừng nhoan nhoán chớp động bộ dáng tựa như vô cùng hưng phấn nàng lại tung ra một trảo chộp vào hư không một trận thanh âm trầm đục vang lên giữa không trung thình lình hiện ra một cự trảo đen kịch chẳng khác nào một tòa tiểu sơn tản mắt ra hắc khí ngập trời chợp xuống đầu của đạo quỷ binh hình mũi khoan còn lại đúng là u minh quỷ trảo một luồng áp lực kinh thiên ầm ầm hạ xuống hư không trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh quỷ trảo lập tức đóng băng lại không khí nơi đây dường như đã biến thành cương thiết thế công của đội quỷ binh lập tức bị đình chỉ một khắc sau đó hắc mang đại thịnh trên đầu đội quỷ binh lập tức giải phóng bọn chúng khỏi áp lực kinh người kia. Biến tròn! Một tên quỷ vật thấy ớt cảnh đứng ở giữa đội hình quỷ binh đột nhiên gầm lên. Trong tay của gã quỷ vật này là một cây đại kỳ đen tuyền. Đại kỳ vung lên phần phật, tản mát ra từng đạo từng đạo hắc phong, dung nhập vào trong hắc mang do đội quỷ binh tạo thành. Hình thái mũi khoang của đội quỷ binh lập tức kéo dài ra, hóa thành một đầu ma lông hắc sắc, cuốn lấy u minh quỷ trảo màu đen đang hạ xuống, duy trì trạng thái giằng co ở giữa không trung, khiến cho quỹ trảo nhất thời không thể hạ xuống. Hết tập 296, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Dio.